Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm MyPicos do Rioja Nature Pharma sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về MyPicos cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm MyPicos có thành phần là axit Folic 200 microgram, Myo-Inositol 2 gram. MyPicos được bảo chế dưới dạng bột. MyPicos mang lại cho người dùng công dụng tăng chất lượng trứng, tăng khả năng dụng trứng, phục hồi chu kỳ kinh nguyệt. Từ đó tăng khả năng mang thai giảm các triệu chứng ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang cường androgen, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn dụng trứng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp nữ giới trong độ tuổi sinh sản mong muốn cải thiện khả năng sinh sản, muốn tăng cơ hội mang thai. Phụ nữ vô sinh hiếm muộn, phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, phụ nữ rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều hoặc vô kinh, phụ nữ chất lượng trứng kém, trứng lép. Phụ nữ chuẩn bị tiến hành làm các thủ thuật hỗ trợ sinh sản, át như thụ tinh trong ống nghiệm, IVF, thụ tinh nhân tạo sản phẩm MyPicos được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của MyPicos được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống mỗi lần một gói Mỹ Picos, ngày hai gói. Nên chia làm sáng một gói, tối một gói, pha một gói Mỹ Picos với khoảng 200ml nước sôi để nguội. Hòa tan cho các dược chất phân tán đều nên sử dụng liên tục đều đặn trong vòng từ 3 đến 6 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nên sử dụng vào một khung giờ nhất định để tránh quên thuốc. Chống chỉ định khi sử dụng MyPicos, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm MyPicos, đồng thời biết cách sử dụng MyPicos sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.